chào mừng tất cả các bạn vẫn đang đồng hành cùng Tân Đại Dương trong con đường du học của mình. Và đến với chương trình chia sẻ bí quyết du học Mỹ ngày hôm nay, Tân Đại Dương sẽ giải đáp thắc mắc của rất là nhiều bạn xoay quanh về chủ đề tại sao lại rớt visa du học Mỹ, làm sao để có được visa Mỹ và còn rất là nhiều những câu hỏi và những rào cản xin visa. Vậy thì đâu là những lý do khiến bạn phải hoãn lại cái giấc mơ du học của mình vì sẽ không xin được visa? Và những rắc rối đầu tiên sẽ đến từ hồ sơ du học của bạn. Thì hồ sơ du học đóng vai trò quyết định rất lớn trong việc bạn có được cấp visa hay không. Và một trong những nguyên nhân về hồ sơ du học khiến visa của bạn bị đánh trượt đó chính là thông tin không rõ ràng, điển hình như việc nhầm lẫn giữa địa chỉ nhà ở hiện tại hay là địa chỉ ghi trên hộ khẩu, thành tích học tập thì không khớp với những gì được khai báo, bằng cấp và bảng điểm thì chưa công chứng, hay là cùng một thời gian nhưng lại có hai cái khóa học song song. Và bạn cũng cần lưu ý là hạn nộp hồ sơ, và bạn nên nộp hồ sơ ít nhất là 3 tháng trước khi mà khóa học bắt đầu. Hồ sơ nộp muộn thì sẽ để lại cái ấn tượng xấu đối với người phỏng vấn bạn. Và thứ hai, đấy là trở ngại thì xuất phát từ việc chọn trường học không phù hợp với năng lực bản thân. Thì môi trường học tập tại Việt Nam có ít điều kiện cho bạn định hướng nghề nghiệp phù hợp với cái năng lực và sở thích của bản thân. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chọn trường và ngành học không phù hợp. Dù bạn có năng lực và bảng điểm tốt đến cỡ nào, nếu không chứng minh được bản thân phù hợp với cái ngành đăng ký, bạn sẽ khó được cấp visa. Ngoài ra, khi nộp hồ sơ xin visa, bạn nên tìm hiểu yêu cầu đầu vào của trường bạn đăng ký. Khi du học Mỹ thì ai cũng mong muốn học tập tại những ngôi trường hàng đầu như là Harvard, Yale, nhưng mà không phải hồ sơ học tập nào cũng đạt được cái tiêu chuẩn đó. Vì vậy hãy biết mình, biết người và nâng cao cái khả năng để được cấp visa bằng cách cho thêm vào danh sách nộp hồ sơ du học từ 1 đến 2 trường thích hợp. Thì nhân đây, Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến với các bạn một số trường Mỹ có cái mức học phí thấp. Thứ nhất đó là trường Houston Community College, học phí là $4,630 trên một năm. Thì trường cao đẳng cộng đồng Houston được thành lập vào năm 1976. Khuôn viên của trường thì tọa lạc tại vùng Houston của bang Texas. Trường thì có 6 khuôn viên chính: khuôn viên trung tâm, đông bắc, tây bắc, tây nam, đông nam và Coleman, dạy trong lĩnh vực y khoa. Những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng Houston thì cho phép các bạn sinh viên lấy bằng trong 2 năm, sau đó có thể chuyển tiếp đến các trường đại học ở bang Texas. Và các sinh viên của trường cao đẳng cộng đồng Houston thì được dạy rất là nhiều ngành học toàn thời gian và bán thời gian từ các trường khác nhau với những cái nền tảng chuyên sâu như là quản trị kinh doanh, marketing, nghệ thuật thương mại, y khoa, công nghệ thông tin, thương mại sản xuất, xây dựng, kiến trúc, phúc lợi cộng đồng, khoa học xã hội, quản trị du lịch và khách sạn, phát triển nhân lực, kỹ thuật liên quan đến các ngành kỹ sư và khoa học. Thứ hai đó chính là trường ở Green River, học phí là $9,900 một năm. Thì trường Green River Community College là một trường cao đẳng cộng đồng hệ công lập 2 năm, được công nhận chính thức, nằm gần với thành phố Seattle của Washington. Đây là một môi trường học tập tuyệt vời, an toàn, sạch đẹp và thân thiện, thu hút trên 9.000 sinh viên, trong đó có hơn 1.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau. Và trường thì cung cấp các chương trình học tập đa dạng để các bạn có thể chọn lựa, như là chương trình Anh ngữ chuyên sâu, chuyển tiếp vào đại học, cao đẳng nghệ thuật, đào tạo khoa học, hoàn tất chương trình trung học, cấp chứng chỉ và chứng nhận đào tạo nghề. Các bạn sinh viên sẽ được học tập dễ dàng, được quan tâm sâu sắc và được chuẩn bị chu đáo cho các chương trình học nâng cao tại các trường đại học hệ 4 năm. Và thứ ba đó chính là trường Santa Ana College, học phí là $6,384 một năm. Trường đại học Santa Ana College sẽ tròn 100 tuổi vào năm 2015 và hiện nay thì có khoảng 18.000 sinh viên theo học mỗi học kỳ tại trụ sở chính của trường nằm tại thành phố Santa Ana. Thì trường đào tạo sinh viên để sẵn sàng chuyển tiếp lên các đại học hệ 4 năm, và đây là một trong những trường đứng đầu nước Mỹ về cấp bằng tốt nghiệp 2 năm cho sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha và sinh viên Á Châu. Trường đại học Santa Ana còn được biết đến trên toàn tiểu bang California về những chương trình huấn luyện bao quát cho y tá, lính chữa lửa, nhân viên công lực và các nhân viên khác thuộc ngành y. Và thứ tư đó là chính là trường Richland College, thì học phí là $4,000 một năm. Thì trường được thành lập vào năm 1972, thì Richland College là trường cao đẳng lớn nhất trong hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng thuộc bang Dallas. Thì Richland College là trường cao đẳng cộng đồng đầu tiên được giải thưởng Malcolm Burris National Quality Award, giải thưởng danh giá nhất dành cho những hoạt động xuất sắc của Tổng thống và Bộ trưởng Thương mại. Về trường thì có những chương trình đào tạo như là chứng chỉ tiếng Anh dự bị ESL, chương trình cao đẳng chuyển tiếp đại học. Chương trình học này tương đương là 2 năm đầu của các trường đại học. Các bạn sinh viên có thể chọn các chuyên ngành thuộc nhóm khoa học xã hội, nhóm ngành khoa học tự nhiên hoặc là khoa học ứng dụng như là cơ khí và công nghệ,
kỹ sư, cơ khí tự động, kinh doanh và quản trị, khoa học xã hội và truyền thông, chương trình đào tạo chứng chỉ nghề thì chương trình này được đào tạo từ 1 đến 2 năm và trên đây là một số trường để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn xem có phù hợp với bản thân của mình hay không. Và nguyên nhân thứ ba để các bạn bị rớt visa đó chính là trả lời phỏng vấn yếu. Thì kết quả phỏng vấn là một điều kiện tiên quyết ảnh hưởng đến việc xin visa du học của bạn. Những địa điểm phỏng vấn xin visa du học như là đại sứ quán sẽ luôn cấp cái chứng nhận sau mỗi lần mà bạn phỏng vấn. Tuy nhiên điều này không nói lên kết quả phỏng vấn của bạn có tốt hay không và dễ khiến bạn nhầm lẫn là bạn đã phỏng vấn tốt. Và để khắc phục điều này thì bạn cần chuẩn bị các kỹ năng và câu hỏi hay gặp khi phỏng vấn xin visa du học. Quan trọng hơn cả là việc bạn thể hiện cái vốn ngôn ngữ tốt và trả lời một cách lưu loát, đầy nhiệt huyết về cái giấc mơ du học của mình nhằm gây được ấn tượng tốt đối với người phỏng vấn. Và cuối cùng là bạn không chứng minh được cái nguồn tài chính đầy đủ. Cái lỗi bạn có thể gặp phải là khi chứng minh tài chính như là không chứng minh được cái mối quan hệ thân nhân giữa cái người đi du học và người chi trả cái tài chính. Sổ tiết kiệm thì không đủ. Bạn nên lưu ý là cái tỷ giá của tiền thì bởi điều này có thể ảnh hưởng đến cái số tài khoản trong sổ tiết kiệm của bạn. Có thể thì bạn đã tính đủ bằng cái tiền Việt Nam nhưng mà khi quy đổi sang ngoại tệ thì tiền có thể làm giảm đi, cho nên sổ tiết kiệm của bạn sẽ bị thiếu hụt. Thì để đảm bảo cái điều này thì khi bạn làm sổ tiết kiệm chứng minh tài chính thì bạn nên cộng dư thêm vào cái tài khoản mà con số nhà trường yêu cầu. Có trong tay tấm visa là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa bước chân vào cuộc sống du học. Và xin visa du học là quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Tân Đại Dương với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn du học, hiện đang là đại diện của nhiều trường cao đẳng đại học tại Mỹ, sẽ luôn đồng hành cùng tất cả các bạn trong cái vấn đề về du học. Thì các bạn hãy liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Cần thêm thông tin gì các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với chuyên mục chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng gặp gỡ với em Thanh Thảo vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với bạn Thanh Thảo. À, chào Thảo. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết. Dạ, em là Thanh Thảo, mới học visa. Em nhà em ở quận 6. Em học trường Trần Vũ Trang. Cái cảm nhận của Thảo khi mà nhận được visa thì như thế nào nhé? Vui lắm, lưng lửng hoài luôn. Dạ, em thấy tổ visa em báo tiền về cho công ty em. Rồi, Thảo có thể chia sẻ với các bạn là lý do tại sao em chọn Mỹ đi du học? Dạ, chọn Mỹ du học là vì em có cô bên đó, cô thấy môi trường bên Mỹ tốt, nói cho mẹ em nghe thì do học lực của em á, sợ là ở Việt Nam á, cái trường mà đại học mong muốn á, không có được, nên quyết định cho em đi du học Mỹ, với lại khi về cái bằng cấp nó đỡ hơn nhiều. Qua Mỹ mình sẽ học trường gì hả ha? Dạ, Houston Community College. Với chuyên ngành gì em? Dạ, quản trị và kinh doanh. Thì em có thể chia sẻ một chút xíu về cái sở thích cá nhân của em. Dạ, em thích chụp hình và quay phim. Thời gian rảnh thì em có lên mạng coi người ta phong cách mặc đồ này nọ của người ta, rồi mình che bước điểm của mình bằng cách coi cái đó. Rồi, khi mà sử dụng dịch vụ của Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào? Em thấy Tân Đại Dương thân thiện với học sinh, quan tâm học sinh đó, luôn động viên và làm mọi cách để học sinh có thể tự tin hơn. Em là người nhút nhát mà học xong đây em cũng tự tin hơn nhiều. Lúc mà em học phỏng vấn ở đây là lần đầu tiên em học với chị Kim, em nhìn chị Kim dữ em sợ lắm, nhưng mà thật sự chị Kim dữ cái đó là để cho muốn cho học sinh nó cố gắng này nọ để khi mà cái việc đậu visa nó cao hơn thôi. Nhưng mà thật sự chị Kim rất là thân thiện. Còn thời gian sau thì chị Kim có cho em học với anh Khôi, thì em thấy anh Khôi vui lắm. Anh Khôi nói em là học sinh có nụ cười xinh nhất lớp. Với lại anh Khôi, em học anh Khôi á, em vô cái gì em cũng nói không biết. Cái gì anh Khôi cũng đọc em từ trên xuống dưới hết á. Là em viết vô anh Khôi nói nhức đầu với em. Anh Khôi là em? Dạ không, anh Khôi dễ thương lắm. Rồi những ngày cuối chuẩn bị đi phỏng vấn á, thì em có học chung với anh Bảo Anh, thì anh Bảo Anh giúp cho em tự tin hơn, đỡ lo hơn những ngày trước. Lúc đầu em nói nhỏ lắm, nhưng mà với lại á, mặc đồ của em không biết phỏng vấn cái mặc đồ như thế nào. Em thì mặc đồ giống như là nhìn bụi, nhìn nó không có giống một học sinh anh Bảo Anh, nên
em biết mắt mặc đồ để phỏng vấn dễ hơn, tự tin hơn. Anh Đỗ Anh thì giúp em tự tin, rồi cách ăn mặc của em làm cho em đỡ sợ. Mà anh Đỗ Anh gần gũi với học sinh lớp ở đây, ai cũng gần gũi hết, gặp là cười, gặp là cười. À, cảm ơn em. À, qua đâu thì em biết được dịch vụ của tên Đại Dương? Em có lên mạng coi, rồi mẹ em có tư vấn bạn bè của mẹ em thì tên Đại Dương nổi tiếng. Nó nói em đi mua đồ trong số, cái em nói là em vừa sắp đi du học rồi, lựa đồ chị lựa kỹ cho em, mặc ở đây được, mặc ở bển được. Cái chị đó hỏi em đi em đăng ký trung tâm nào, em nói tên Đại Dương và cọc trung tâm nó nổi tiếng lắm á, chắc đậu rồi, yên tâm. Dạ, với lại lúc mà trường Tôn Đại Dương có kế hoạch trong trường Đại học Bách Khoa á, em có lại em nói chuyện với chị Kim á, em thấy thích hơn rồi. Mẹ về kể cho mẹ nghe, mẹ cũng đồng ý luôn. Dạ, là em cũng có tham gia ngày hội Bách Khoa. Dạ. À, vậy cái dự định trong tương lai của Thảo á, sau khi học xong ở Mỹ thì như thế nào? Em sẽ về đây làm việc với cho công ty Univer như chị Kim giới thiệu với em, thì công ty đó em thích lắm. Rồi với lại về với gia đình tại ở bên đó cô đơn lắm. Chị cảm ơn những chia sẻ của Thảo nha. Thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em sẽ học tập tốt bên Mỹ và hoàn thành ước mơ của mình. Dạ. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và hy vọng với những chia sẻ của Thanh Thảo thì các bạn học sinh sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ sẽ có thêm tự tin và đạt được kết quả tốt trong kỳ phỏng vấn xin visa của mình.